Alo. Vô sân á đồ xá về phát xứ cá. Rồi, đúng rồi, xa thú. Rồi, á đồ xá, hai chấm. Không hận, không sân, không bất bình, không khó chịu. Rồi, á đồ xá, hai chấm ha. Không hận, không sân, không bất bình, không khó chịu khi đối diện với nghịch cảnh. Đó là đồ sát. Tức là ý nghĩa của á đồ xá này tức là một trạng thái tâm sở này, nó làm cho tâm sở và tâm nó không bị giận, không bị hận, không bị sân hận, không bất bình, không khó chịu khi mà nó đối diện, nó trực diện với là những cái nghịch cảnh là tâm làm được như vậy. Rồi đánh cái bông đầu dòng tiếp ha, ý nghĩa tiếp theo: nhẫn nại phải bình thản trong mọi hoàn cảnh nghịch, bình thản trong mọi hoàn cảnh nghịch. Hoàn cảnh nghịch, đúng rồi, không có đánh dấu hỏi chi, đâu lắm rồi, là những nghịch cảnh đó. Rồi tiếp đến cái bông tiếp ha: không gắt gỏng, không bực bội, không bất mãn. Không gắt gỏng, không bực bội, không bất mãn. Rồi tiếp đến nữa là mát mẻ từ tâm, mát mẻ từ tâm. Rồi chúng ta thấy là cái đồ xá này là nó thêm một cái nghĩa là người mà có nhẫn nại, tức là người đó có một cái sự chịu đựng nhẫn nại, người đó do cái tâm á đồ xá này nó làm việc. Tức là người nó không có bị khó chịu bực bình trước nghịch cảnh, luôn luôn giữ tâm mình là bình thản trong mọi hoàn cảnh, nhất là những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng, nhẫn nại chịu đựng, và không gắt gỏng, không bực bội, không có bực mãn những bất cứ những chuyện gì. Người này giữ tâm mình luôn luôn ở một cái trạng thái là làm nhẹ nhàng mát mẻ, tu tập cái tâm á đồ xá này tới mức độ lên cao được, mình sẽ trở thành có một gọi là tâm từ á, mình hay kêu tâm từ, từ tâm mát mẻ, có từ tâm. Thì như vậy tâm sở vô sân này, á đồ xá này, bình thường nếu chúng ta làm những việc phước thiện mình tu tập bình thường á, thì nó khi mình không giận không sân á, thì nó thuộc về á đồ xá. Nhưng mà mình tu tập làm phát triển về cái tâm sở này đó, tới mức độ nào nó lớn mạnh được đó, nó sẽ đi đến một cái đỉnh cao nó, thì nó sẽ trở thành là tích tác, tức là từ tâm, sẽ trở thành một tâm từ. Mà không phải dễ, mình nói rải tâm từ rải tâm từ chứ không phải đơn giản mà rải tâm từ, có đâu rải, phải tu tập mới có tâm từ, phải tu tập, phải làm cho phát triển cái tâm sở vô sân này tới một mức độ là lớn mạnh, nó mới phát triển được, thành tựu được cái tâm từ được. Nhưng thôi mình chỉ có từ từ tâm tâm từ từ tâm tâm thôi, chứ từ tâm thì không có. Là như vậy. Rồi xuống dòng mình cho cái bông lúa đi: á đồ xá phải nhân đưa đến cuộc sống đức hạnh, á đồ xá phải
nhân đưa đến cuộc sống đức hạnh. Rồi xuống cho tiếp cái một lúa nữa. Á đồ xá không phát sanh sầu muộn, dù có sống chung với người không ưa. Á đồ xá không phát sanh sầu muộn, dù có sống chung với người không ưa. Không phát sinh sầu muộn dù có sống chung với người không ưa. Được chưa? Rồi, ok. Cho thêm bông lúa tiếp. Á đồ xá phải sự mau già đến chậm, phải trẻ lâu. Sự mau già đến chậm, phải trẻ lâu. Rồi, tiếp bông lúa tiếp. Á đồ xá phải đem đến cuộc sống hòa thuận vui vẻ, đem đến cuộc sống hòa thuận vui vẻ. Rồi, bông lúa tiếp. Á đồ xá có nhiều bạn lành, lúa tiếp. Á đồ xá không tái sanh vào địa ngục, không tái sanh vào địa ngục. Rồi tiếp theo. Á đồ xá làm tiêu trừ đời sống cực đoan thiên về khổ hạnh, làm tiêu trừ đời sống cực đoan thiên về khổ hạnh. Các đồ xá làm tiêu trừ đời sống cực đoan thiên về khổ hạnh. Rồi tiếp theo là á đồ xá dây trói buộc sân hận. Cắt đứt dây trói buộc sân hận. Gì tiên đâu mất. Thiên về khổ hạnh, đúng rồi, cực đoan thiên về khổ hạnh. A đô sa cắt đứt dây trói buộc sân hận. À chưa? Rồi, á đồ xá đưa đến cõi Phạm Thiên. Đồ xá đưa đến cõi Phạm Thiên. Rồi, xa hữu. Rồi, á đồ xá sống an vui giữa những gì không vui. Là đồ xá sống an vui giữa những gì không vui, nghe là mình thấy vui ha, sống an vui giữa những gì không vui. Rồi a đồ xá phải phát triển tuệ minh sát sâu sắc về đặc tướng khổ. Phát triển và mình sẽ sâu sắc về đặc tướng khổ. Rồi, xuống dòng giờ mình cho cái
bông khác đi, bông bông nào bự bự chút nè, bông lúa là giờ biết tới bông gì đây, bông bự ha, vô tham có tệ minh sát về vô thường. Vô tham có tuệ minh sát về vô thường. Rồi, cho thêm cái bông hoa hướng dương tiếp. Vô sân có tuệ minh sát về khổ. Rồi, bông tiếp. Vô si có tuệ minh sát về vô ngã. Về vô ngã. Đó, à, đây là những cái vấn đề mà chúng tôi đưa lên để chúng ta thấy á đồ xá là cái một cái trạng thái tâm sở, mà nó là một cái nhân mà nó đưa cho chúng ta đến một cái đời sống về đức hạnh, là một người có cái tâm á đồ xá này, là người sống có đức hạnh, người luôn luôn có một cái lòng không sân hận, một cái trạng thái một tâm mát mẻ thương yêu tất cả mọi chúng sanh. À, người sống có một cái đời sống là đáng là chúng ta phải quý mến, đáng thương yêu và đáng trân trọng, là nhân đưa đến cuộc sống đức hạnh. Và người mà có cái á đồ xá này, là có cái tâm vô sân này, là người đã sống là không có bị sầu muộn, dù có sống chung với những người mình ghét, mình không ưa, mình bực bội với những người mình đã gây phiền não cho mình, gây đau khổ cho mình, thì người mà có tâm á đồ xá này mạnh đó, thì người đó sống sẽ không sầu muộn dù có sống chung với người đó. Tâm người ta vẫn luôn luôn mát mẻ. Đây là cái mà chúng ta thấy dễ, mà nó phải dễ, nó phải đơn giản mà khó được. Mình chỉ cần mình nghe cái giọng nói người khó ưa là mình thấy là cái tâm sân ở đồ xá nó xanh nào ào. Sống chung với những người đó như vậy, nhất là người ta hay nói gì đó, con dâu với mẹ chồng này kia đó, sống mà không chơi chung với nhau mà không ưa nha, mà thôi là sân thượng sân hạ sân gì là nó nổi tôm lum tà la. Nhưng mà người mà tu tập được cái á đồ xá này, người ta tỉnh bơ, người ta không sầu muộn, ta mát mẻ, vẫn vẫn thoải mái như thường. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy á đồ xá nó có đặc biệt như vậy. Rồi khi một người mà tu tập về á đồ xá này nhiều á, rồi có tâm từ, có sự mát mẻ rồi, thì người trẻ lâu lắm, người trẻ da dẻ rồi là láng bóng, mặt mày rồi không có bị nhăn, không có bị già, bởi do sự sân hận nhiều nó mau già lắm. Người nào còn tuổi còn trẻ làm da mặt nhăn sắp ly rồi, mấy người giận hay sân hận hay giận hay là hờn tuổi hay mau già. Mọi người có cái tâm á đồ xá này, cái già nó đến chậm hơn, nó đi chậm hơn. Mọi người đó nhìn lúc nào cũng tươi trẻ mát mẻ, bởi vì nó phát xuất từ cái tâm mát mẻ. Cho nên người đó là không có bị già, già chậm. Chúng ta thấy rằng đó là cái này mấy cô phải ráng tu tập về cái á đồ xá này nhiều, không sân hận, không ganh tị, không có bỏng sẻn ích kỷ, không có này kia nọ, để mà được trẻ lâu, được đẹp lâu, lâu già chứ không để thôi chưa hết trơn, mới có 40 mà tưởng 50 60 là chết luôn. Tôi đọc á đồ xá thì nhiều vô. Rồi cái á đồ xá này nó đem đến cho chúng ta có được những cái đời sống rất là vui, vui vẻ hòa thuận. Người ta không có thích là gây thù chuốc oán, họ không có thích gây những cái sự mà phiền hà bức, luôn sống tìm những cái đời sống rất là nhẹ nhàng hòa thuận vui vẻ, và không có đem đến cái sự mà khó chịu những người khác, luôn luôn sống mát mẻ yêu thương tất cả mọi người. Đó là như vậy. Và do như vậy cái tâm á đồ xá này, tâm xá đồ xá này, người nào có được nhiều thì người đó có rất là nhiều người bạn, có nhiều bạn lành, những người ta rất là thương mến, có nhiều bạn lành.
À, bạn đến với mình rồi những bạn tốt đẹp, những người mà ta kính nể mình, thương yêu mình, cho nên mình có được nhiều bạn lành. Thà có thà sống là đơn độc một mình, chứ nếu mà không có bạn lành thì sống đơn độc mình như là tê giác một mình ở đây. Còn nếu có bạn lành được thì quá tốt. Bạn lành là một cái trợ duyên để cho chúng ta tiến hóa trên con đường tu tập. Còn không thôi, sống chung với người ác toàn là những người mà sân hận ganh tị ích kỷ bỏng sẻn tham đủ thứ chuyện, thì thà mình sống mình sống chung có thời gian mình cũng tiêu tục luôn. Cho nên mọi người mình có tu tập Á Lô Xá này thì có một sức hút kéo được nhiều bạn lành về với mình, và Á Lô Xá này nó sẽ giúp cho mình không có bị tái sanh vào cảnh địa ngục. Ở cảnh địa ngục rồi xuống dưới nó nóng nảy lửa đốt dữ dằn, thì người tâm sân nhiều chết sanh vào cõi địa ngục. Cho nên tu tập về Á Đồ Xá này sẽ không bị tái sanh vào cảnh địa ngục, đó là cái lợi ích rất là tuyệt vời. Và cái Á Đồ Xá này nó tiêu trừ được cái đời sống về khổ hạnh, bởi vì khổ hạnh nó làm cho tâm sân phát triển, chứ nó Á Đồ Xá phát triển được. Và cho nên người có Á Đồ Xá này người nó không có tu, không có thiền về đời sống khổ hạnh, từ bỏ đời sống khổ hạnh luôn. Cho nên cái khổ hạnh là nhân mà đưa đến cái tâm sân, làm cho cái tâm nóng nảy bực bội do sự khổ làm phát sinh. Cho nên Á Đồ Xá này cắt đứt luôn tất cả những cái sự mà liên hệ đến sự trói buộc về sự sân hận. Á Đồ Xá cắt đứt hết. Đây là cái tuyệt vời đó. Và cái Á Đồ Xá này cái gì ở trên cõi phạm thiên không có tâm sân. Cho nên Á Đồ Xá này mình tu tập Á Đồ Xá này thì sẽ thích hợp về sanh về những cõi phạm thiên. Nhưng mà những người có tâm từ sanh về làm những cái phạm thiên trên cõi trời sắc giới đó, thì những vị này không có cái tâm sân. Rồi Á Đồ Xá sống an vui giữa những gì không vui. Làm sao mình sống được như an vui giữa những cái đời sống là đời sống và đầy đủ gian manh thủ đoạn, là tham tàn, là hà hiếp, bức bách đủ thứ chuyện, mà mình vẫn giữ tâm mình là sống được an vui giữa những gì mà không vui. Luôn luôn có sự vui vẻ mát mẻ, luôn có sự cười vui thoải mái. Những gì cuộc đời nó không vui thì cứ để nó không vui, chúng ta vẫn vui, chúng ta vẫn an vui hạnh phúc. Đó là cái sự lợi ích của mình. Vì sự hạnh phúc, sự an vui của chính mình, mình đừng mà bị những cái đời sống mà nó đầy dẫy những cái gian manh khổ sở đó, nó làm cho mình mất đi cái tâm từ, mất đi cái sự mát mẻ của tâm. Cho nên phải cố gắng tu tập Á Đồ Xá để có được là sống an vui giữa những cái điều không vui. Dễ không gì không, hãy tu Á Đồ Xá để dạ nha. Cái Á Đồ Xá, Á Đồ Xá niệm Á Đồ Xá riết có Á Đồ Xá tụng nha, Á Đồ Xá, Á Đồ Xá có Á Đồ Xá. Á Đồ Xá này nó có khả năng là nó phát triển cái tuệ minh sát sâu sắc về đặc tướng khổ, cái sự khổ, khổ là làm cho cái tâm mình thấy được, dễ thấy được đặc tướng khổ, bởi vì khổ nó làm cho cái chúng sanh mà bị chìm đắm, bị đau khổ mà. Do như vậy, do khi mình tu phát triển về cái tâm từ, mình dễ thấy được những cái đặc tính này, nó nghịch lại với sự đau khổ như vậy. Thì qua vấn đề này chúng ta thấy là cái tu tập về vô tham, về nó có cái sự mà trí tuệ quan sát thấy về sự vô thường, sự thay đổi của thế gian, cho nên không còn bị dính mắc. Về vô sân thì thấy được cái sự khổ, nên không còn có sự sân hận bất bình trước cái khổ cảnh nữa. Vô si thì thấy được cái sự vô ngã của thế gian, nên trí tuệ được phát triển. Thế gian này không có cái gì mà cái ta của ta đâu, không có cái nào là tự ngã của mình đó, đó. Là cho nên trí tuệ nó xét về cái sự vô ngã này thích hợp. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta được biết về Á Đồ Xá này một cách rộng rãi và sâu sắc. Quý vị thấy những cái vấn đề này được trích giải, được trích lục ra để chúng ta thấy sự tuyệt vời của tâm sở vô tham, tâm sở vô sân này. Đó là như vậy. Rồi tứ ý nghĩa, tứ ý nghĩa
Một, trạng thái không tàn hại, không độc, không đối kháng. Rồi, số 2, phận sự, xua đuổi sự tàn hại, tránh xa sự sát hại, xua đuổi sự nóng nảy, đó là phận sự của nó, xua đuổi sự tàn hại, tránh xa sự sát hại, xua đuổi sự nóng nảy. Rồi, số 3 là sự thành tựu, hiện khởi sự êm dịu, mát mẻ. Rồi, số 4, nhân cần thiết là tác ý khéo. Rồi, đó là tứ ý nghĩa của cái tâm sở vô sân. Nó đồ xá tức là không tàn hại về trạng thái của nó, tức là nó không có tàn hại, nó không có độc, nó không có đối kháng. Là khi gặp những cái cảnh mà bất bình này kia, nó không có đối kháng, nó không có khởi tâm sân lên, mà nó vẫn giữ cái tâm bình thản, không tàn hại, không độc, không đối kháng. Và phận sự của nó là nó xua đuổi những cái vấn đề đó, nó xua đuổi cái sự tàn hại, nó xua đuổi cái sự mà là độc ác, và nó tránh xa cái sự sát hại và đẩy lùi những cái sự nóng nảy luôn, xua đuổi những cái sự nóng nảy luôn. Đó là phần sự của nó. Và thành tựu của nó là hiện khởi lên được một cái trạng thái tâm êm dịu, một cái trạng thái tâm nhẹ nhàng, trạng thái tâm mát mẻ, trạng thái tâm hạnh phúc. Và cái nhân cần thiết của nó là luôn luôn phải có cái sự tác ý khéo, hay là như lý tác ý. Đó là dùng cái trí tuệ để cho ta tác ý, đánh tan những cái pháp đối nghịch của nó, phát sinh cái tâm sở đồ sát, theo tác ý. Rồi tiếp theo là những điều lợi ích. Rồi, xuống dòng bụng lúa, tiếp theo bụng lúa giảm, hạn chế và diệt trừ sân ác, giảm, hạn chế và diệt trừ sân ác. Rồi, bông lúa thứ hai là dẹp lòng ganh tị, phát huy từ tâm. Dẹp lòng ganh tị, phát huy từ tâm. Rồi, tiếp đến là bông lúa, tiếp là sống biết yêu thương. Sống biết yêu thương. Hai minh tâm. Hai ông chủ tìm neo ha. Sống biết yêu thương. Tiếp đến là nhân đưa đến thoát khổ, mở ngoặc kép, quán tánh hội khổ, đóng ngoặc, quán tánh hội khổ. Nhân đưa đến thoát khổ, mở ngoặc kép là quán tánh hội khổ.
quán 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 tấn tấn có rê quán tấn hội khổ. Đúng rồi, sao đó sao quán tấn hội khổ. Rồi tiếp đến cho cái bông lúa nữa nha, trẻ lâu chậm lão hóa. Rồi, tiếp theo là sống bình an, hòa thuận, mát mẻ, yêu người, yêu đời. Sống bình an, hòa thuận, mát mẻ, yêu người, yêu đời. Rồi, tiếp đến là được quả báo lớn. Được quả báo lớn. À, đó là những cái điều mà lợi ích mà chúng ta khi mà tu tập cái tâm sở vô sân này, a đồ xá này, thì nó làm cho cái giảm được, chúng ta hạn chế được những cái trạng thái tâm sân, tâm bất bình, tâm não hại, tâm ác, thì nó làm cho giảm được như đó, và từ từ lớn mạnh thì diệt trừ luôn những cái sân ác. Đó là lợi ích, đó là thứ nhất. Và khi mà tu tập cái tâm sở vô sân á đồ xá này, nó dẹp được cái lòng ganh tị. Ganh tị thì nó đi đến gì vậy? Báo báo u á, chứ u là cái đầu, đúng rồi đó, quả báo chứ phải báo báo nghĩa là báo đời. Phước báo, phước báo được, phước báo lớn. Rồi, dẹp lòng ganh tị, phát huy được cái tâm từ, là mình cái lợi ích đó, là tu tập về cái vô sân này. Khi một người đã tu thời gian là cái từ cái á đồ xá này nó lên tới metta luôn ha, nó trở thành tâm từ luôn. Và người đó có được cái tâm á đồ xá này luôn luôn sống là biết thương mọi người, yêu thương mọi người, sống luôn luôn có cái sự mà nhẹ nhàng mát mẻ, yêu thương tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt già trẻ lớn bé, sống luôn biết yêu thương, không phân biệt nghèo hèn, giàu sang, không có phân biệt. Là như vậy. Rồi cái a đồ xá này nó đưa đến cái nhân thoát khổ, là cái nhân mà nó đưa cho chúng ta thoát được cái khổ, nhất là cái khổ về quán tấn hội khổ. Quán tấn hội khổ tức là gần những người mà không ưa, gần những cái điều gì mình không ưa, không thích. Người mà có á đồ xá này người ta thoát được đó, là không còn bị khổ bởi nó nữa. Gần cũng vậy, không gần cũng vậy, họ vẫn giữ cái tâm họ được mát mát, nhận được thoát khổ, quán tấn hội khổ. Và do á đồ xá nhiều tốt phát triển mạnh, được trẻ lâu, được sống trẻ mà chậm lão hóa, thân được tươi mát, do nhờ cái tâm mát mát. Và người đó sống luôn luôn có một cái sự bình an, sống luôn luôn hòa thuận, sống luôn luôn có một cái đời sống là mát mẻ, yêu thương, luôn luôn yêu người, yêu đời, không có hận thù, không có não hại. Đó là như vậy. Và được cái quả báo, tức là phước báo, được cái phước báo lớn. Như vậy đó là những cái điều mà chúng ta thấy lợi ích của nó. Rồi, tiếp đến là những điều cần nhớ. Những điều cần nhớ. Có mặt trong các tâm tịnh hảo. Đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo còn lại. Tổng 13 tâm sở tịnh ha. Rồi, tiếp đến là hiệp cùng thể tánh thiện và vô ký.
thuộc giống thiện quả và duy tác. Đồng sanh với ba nhân thiện, đồng sanh với ba nhân thiện hoặc là hai nhân thiện cũng được, tùy theo, giết hai nhân thiện cũng được, ba nhân thiện cũng được. Rồi tương hợp với hai thọ ỷ và xả, ưng với tứ danh uẩn. Tương ưng sắc uẩn. Rồi, đó là những cái điều mà chúng ta cần phải biết là như vậy, tức là nó có luôn có mặt trong các tâm tịnh hảo, và nó đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo còn lại cùng với 13 tâm sở tịnh hảo, và nó chỉ hiệp với những cái thể tánh thiện và vô ký thôi, chứ nó không có hiệp với thể tánh bất thiện. Thuộc về giống về thiện, giống quả và giống di tác. Rồi nó cũng đồng sanh với hai nhân thiện là vô tham và vô si, rồi nó là vô sân, là một trong ba nhân thiện. Rồi tương hợp với hai thọ hỷ và xả, tương ưng với tứ danh uẩn thọ tưởng hành thức, bất tương ưng với sắc uẩn. Đó là những điều mà chúng ta đã được học hôm nay, là mình học được hai tâm sở là vô tham và vô sân. Và khi chúng ta học được hai tâm sở này rồi, mong rằng tất cả chúng ta ở đây mình làm sao phát triển được nó, làm sao mình làm cho cái tâm sở vô tham vô sân được lớn mạnh. Và khi chúng ta có được những cái tâm sở này lớn mạnh, đồng nghĩa là chúng ta đã có được một cái con đường để về cõi trời sống an vui hạnh phúc, và là cũng là một cái hành trang để đưa chúng ta vượt thoát khỏi những sầu u bi khổ não, thành tựu chánh trí. Đó là những cái tâm sở mà chúng ta đã được học và rất là lợi ích trong cái con đường tu tập. Rất nhiều khi chúng ta tu tập không biết tu tập gì, làm gì, tu tập sao, nhưng mình phải biết rõ ràng là làm phát huy được. Thứ nhất là vô tham, tức là không bị tham đắm, không bị dính mắc, không có kích ích kỷ keo kiệt bỏng sẻn. Mình tu tập là tu tập như vậy, chứ không có gì lớn mạnh lớn lao chứ. Vậy ích kỷ, tu tập bớt ích kỷ lại, không muốn bố thí keo kiệt thì mà bố thí keo kiệt cho nên đề là bố thí cho nó nhiều vô, nó diệt trừ cái keo kiệt bỏng sẻn. Phải ta tâm phải cho nó rộng mở quảng đại, đừng có hẹp hòi, đừng có hẹp lượng, phải là rất là dễ, đơn giản quá vậy. Vô sân tức là đừng có sân, đừng sân nhiều, khu tu tập đừng có sân, đừng có ganh tị, đừng có hãm hại người khác, luôn sống luôn luôn hòa bình, sống an thuận mát mẻ, yêu người yêu đời, sống được luôn luôn là mát mẻ hạnh phúc, luôn luôn như vậy, cố gắng tu như đó là cái tu, như vậy mới thật sự là tu. Còn mình nói tu tu, nhiều người nói tu lên tà la biết tu cái gì, ngồi thiền xuống ngồi đó yên đó, mà ai mà lộn xộn nhúc nhích cái bên là nổi tâm sân lên liền, ngồi thiền và đặt lộn xộn nhúc nhích vừa vậy ho không có tâm từ, không có tâm vô sân, không có nên. Còn phải tu là phải có vô tham vô sân trước tiên, thì do có vô tham vô sân làm nhân làm duyên, chúng ta phát sanh được cái vô si, trí tuệ được lớn mạnh. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy qua hai cái tâm sở này mình được học cách tốt đẹp, một cách rõ ràng ha, không có bị thiếu sót nha. Cứ dựa trên đó chúng ta cố gắng tu tập được chút nào hay chút đó, mỗi ngày chút xíu, mỗi ngày tác ý, khéo tác ý. Với hai tâm sở này là phải do nguyên nhân, là phải do khéo tác ý, tức là chúng ta luôn luôn phải có một cái sự động não, dùng trí tuệ để suy xét vấn đề, khỏi cho những cái tâm sở này được phát sinh lớn mạnh. Có như vậy chúng ta mới được nhiều điều lợi ích hạnh phúc. Như vậy là chúng ta đã học xong buổi hôm nay, và tới đây là